nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ lên kính xuống kính dành cho xe Kia Hyundai i10. Đối với xe Hyundai i10 thì chúng tôi có bộ lên kính xuống kính tự động, khi ra khỏi xe bấm khóa cửa tự động kính sẽ đi lên hết cả bốn kính trường hợp mà quên. Ngoài ra chúng ta có thể điều khiển xuống kính từ xa bằng khóa điều khiển theo xe. Đây là khóa điều khiển, có thể điều khiển xuống kính theo khóa điều khiển. Ngoài ra thì chúng ta có chế độ chống kẹt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, tổng cộng thiết bị này chúng ta sẽ kết nối 2 dây tín hiệu lock và unlock ở chuột cửa, và 1 dây đấy là dây điện 12V. Thì bộ này là bộ cắm giắc đến 99%, nhưng bây giờ là mình đã tìm được sẵn rồi. Dây tín hiệu khóa cửa chúng ta sẽ đấu vào dây màu xám này đấy. Chúng ta đấu dây này vào đây, chúng tôi đã tìm được sẵn rồi. Dây tím vào dây màu xám là tín hiệu khóa cửa, lệnh khóa cửa. Tiếp theo là dây trắng vào dây màu nâu, tín hiệu mở cửa. Rất dễ thôi, bộ này thì bác nào cũng có thể đấu được. Cái dây tín hiệu này không ảnh hưởng gì đến hệ thống của xe cả. Đây là đường dây tín hiệu khóa cửa mở cửa thôi. Đấy, như vậy là chúng ta đã đấu xong cái tín hiệu khóa cửa và mở cửa. Tiếp theo là một dây cầu chì. Cái cầu chì này chúng ta sẽ sử dụng cầu chì 10A. Cầu chì 20A. 20A nhé. Cầu chì 20A mới được, còn cầu chì 10A thì không được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm. Theo đúng nguyên tắc thì chúng ta sẽ phải chuyển cái tín hiệu dây qua loa để luồn vào bên trong này. Tuy nhiên thì mình sẽ lắp thử cho các bạn xem là sử dụng cầu chì. Cái cầu chì vừa đấy đâu em? Chúng ta sẽ sử dụng cầu chì là 20A. Cắt ngắn cho anh thì anh cắt thêm vỏ đi. Chúng ta sẽ dò điện cầu chì. Chúng ta sẽ tìm đúng cầu chì điện bình liên tục này. Ok, bỏ ra đi. Đây, cầu chì số 3 15V từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ cắm vào vị trí đấy. Đấy, vị trí này. Ok, nào giờ tiến hành cắm vào luôn đi. Chúng ta sẽ rút cái cầu chì 15A này ra. Đấy, chúng ta sẽ cắm vào bộ chia cầu chì này. Như vậy là ok. Sau khi mà lắp được rồi, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Quên chìa khóa này. Đúng không? Để cài đặt thì chúng ta sẽ lắp cái phần tắt đi cửa này vào. Nên tính xuống kính. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành set up. Chú em ngồi dưới này, em ngồi ngoài này, em ngồi ngoài này. Xò tay rồi đấy. Chúng ta bấm khóa mở khóa, cho thấy là cả bốn kính đi xuống. Em ngồi xuống, em ngồi xuống, chú ngồi xuống. Một kính đi xuống. Chúng ta bấm khóa 4 lần. 1, 2, 3, 4 lần.
từng kính một sẽ đi lên để cài đặt chế độ một chạm. Đối với xe i10 chúng ta có hai bảng, một là chế độ chống kẹt và hai là chế độ không chống kẹt. Như xe này chế độ chống kẹt. Đấy, như vậy chúng ta đã cài xong chế độ chống kẹt. Bây giờ ta có thể thử các tính năng. Chúng ta bấm mở, khóa, mở, các bạn sẽ thấy kính xuống. Chúng ta bấm khóa, kính lên. Ôi. Rất tiện đó, cho trường hợp mà quên không lên kính thì sẽ tự lên kính. Ngoài ra chúng ta có chế độ hé kính. Khóa, mở, khóa. Hé. Khóa, mở. Khi hé kính rồi chúng ta bấm khóa kính. Tự động đi lên. Rất tuyệt vời đúng không? Lắp đặt cũng rất đơn giản thôi. Giờ mình sẽ tiến hành hoàn thiện. Xin cảm ơn. Say yeah.